Minh Toàn xin mến chào các anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang ở Hạ Long. Và hôm nay xin mời anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng đi biển với Minh Toàn. Đây là người đầu tiên được xem các video mới thú vị về biển, cũng như là các em gái xinh đẹp tắm biển, hay là về bãi biển nói chung, cũng như là về cuộc sống. Thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí, và đồng thời ấn vào biểu tượng cái chuông để khi nào kênh có những video mới thú vị thì kênh sẽ thông báo đến anh chị. Anh chị lúc đó là một người đầu tiên để xem các video mới thú vị đó. Bây giờ Minh Toàn xin phép mời anh chị và các bạn chúng ta hãy đi dạo vào một vòng quanh bãi biển ở Hạ Long nhé. Biển ở Hạ Long thì mến thưa các anh chị và các bạn, cát và nước khá là trong, bởi là cát trắng và nước khá là trong. Rồi đằng trước có cái em xinh gái em tắm khá là. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng bãi biển, vòng dọc xung quanh bãi biển. Hôm nay là một ngày cuối tuần, chính như thế mà biển ở đây khá là đông. Mặc dù nó không phải là kỳ nghỉ lễ nào, nhưng mà như thế này cũng khá là đông. Đây, nhiều trẻ em tắm như thế này cơ mà. Đấy, có cả người lớn tuổi luôn, có cả các bác, trẻ em, người lớn. Biển Hạ Long là một trong những bãi biển khá là đẹp từ miền Trung hết ra. Miền Trung tức là từ Nghệ An ấy. Chứ còn nếu mà từ Đà Nẵng đi biển Đà Nẵng Nha Trang thì rất là đẹp luôn. Biển Đà Nẵng đi biển Nha Trang thì cũng rất đẹp. Nhưng mà biển Cửa Lò, biển Sầm Sơn hết ra đây thì cá nhân Minh Toàn thấy đây cũng là một cái bãi biển khá là đẹp, nước rất là trong xanh. Có cả trẻ con chơi luôn. Wow. Có em gái lúc khá là căng.
có cả cái trò chơi bay bay này nữa. Đây cũng khá là thú vị. Em đùa rớt rất là vui luôn. Hình gì em? À, đẹp. Bốn người đắp mất mấy thời gian? Mất đi 15 phút không? Không đến à? Nằm dưới đây mát không? Mát lắm ạ. Mát à? Không ạ, thôi ơi. Tao xử lý nó kia làm. Chính là cho một cái giờ mày cứ... Ai da, thằng chó đâu đây? Ê! Các em nhỏ đập cát. Chúng ta nhìn một vòng cái biển đã cháy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá đông người. Mình Toàn xin phép là dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký kênh để là người đầu tiên theo dõi các video mới về bãi tắm cũng như là về cuộc sống anh chị nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.